Chào 500 anh em nhé. Hôm nay BM Shop trở lại với một cái sản phẩm mới, đó chính là màn hình NBTA vô tớt cho con BM 5 series F10. Đây chính là cái màn hình nguyên bản của nó. Nó 5.6 inch rất là nhỏ và made in China, sản xuất tại Trung Quốc đây nha. Sau khi mình nâng cấp thì sẽ mình nâng lên cái màn hình này 10.25 cộng 10.25 inch này. Cảm ứng đấy, đó, cực kỳ mượt, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây, vào đây để check lên có lỗi lầm gì không. Đấy, toàn bộ các thông số là hoàn toàn là ok hết này, không có lỗi lầm gì hết. Ok, toàn bộ xanh đét luôn. Đây là cái cốp mình đang mở thôi. Đó, thông số ok hết rồi. Cảm ứng này cực kỳ mượt này, nhảy dã man con ngàn luôn. CarPlay nha, CarPlay cho nó oách này. Rồi, dẫn đường đi. Rất nhiều thứ. Dẫn đường đi, Google Maps đi. Ra lệnh bằng giọng nói cái xem nào. Trần Duy Hưng đấy, tìm luôn về con số, con phố ấy, cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội luôn nhá. Đấy, anh em nào có biết con phố Trần Duy Hưng này không? Đấy, dẫn thẳng từ BM Shop lên Trần Duy Hưng luôn nhá. Ok luôn, đẹp trai luôn. Đấy,